Kinh số 23 Đại Lâu Tháng Kinh Quyển 2 Phẩm 5 A Tu Luân Phật dạy Phần dưới núi Tu Di, sâu 40 vạn dặm, có A Tu Luân tên là Sao Đa Thi Lợi. Thành quách rộng dài mỗi bên 336 vạn dặm, dùng bảy báo làm thành rất đẹp đẽ. Vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, trân châu đỏ, sa cừ, mã não. Bao bọc chung quanh có bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp rèm châu, bảy lớp hàng cây. Cao 8 vạn dặm, dài 6 vạn dặm, đều dùng bảy báo tạo thành. Bốn phương có bốn cửa, cửa cao 100 vạn dặm, rộng 6.000 vạn dặm. Hai bên cửa, mỗi bên đều có 10 A Tu Luân ở đó. Dùng bảy báo làm cung điện, bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp rèm châu, bảy lớp hàng cây bao bọc chung quanh. Cây thì có loại màu xanh, có loại màu hồng, có loại màu vàng, có loại màu trắng, có cây ra lá, cây trổ hoa, cây kết quả. Trên cây có các loài chim đậu như hạc, khổng tước, sáo, bồ câu trắng. Tất cả đều ở trên cây, cùng nhau ca hót rất hay. Từ chỗ của loài A Tu Luân, Sao Đa Thi Lợi, đi về phía đông 4 vạn dặm, ở đó có thành quách của A Tu Luân, rộng, dài, mỗi bên 36 vạn dặm. Dùng bảy báo trang trí thật đẹp đẽ, dùng vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, xích trân châu, sa cừ, mã não, tạo thành bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp rèm châu, bảy lớp hàng cây bao bọc chung quanh. Bốn phương có bốn cửa, cửa cao 10 vạn dặm, rộng 6 vạn dặm, đều có 300 A Tu Luân ở. Bao bọc chung quanh có 7 dòng nước rất sâu đầy. Trong có hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen hồng, hoa sen trắng. Cát dưới đáy đều làm vàng. Bên bờ có cây màu xanh, có cây màu hồng, có cây màu vàng, có cây màu trắng, có cây ra lá, có cây trổ hoa, có cây trĩu quả. Trên cây có các loài chim đậu rất đẹp đẽ, cùng nhau vui hót. Từ chỗ của loài A Tu Luân Sao Đa Thi Lợi, đi về phía nam 4 vạn dặm, ở đó có thành quách của loài A Tu Luân, tên là Ba Đa Ha, rộng dài mỗi bên 36 vạn dặm. Dùng bảy báo trang trí rất đẹp đẽ, bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp rèm châu, bảy lớp hàng cây. Bốn phương có cửa, cửa cao 10 vạn dặm, rộng 6 vạn dặm, ở mỗi cửa đều có 300 A Tu Luân ở. Chung quanh có 7 dòng nước rất sâu, đầy, cát dưới đáy đều làm vàng, trong đó có hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng, có cây ra lá, hoa, quả. Trên cây có các loài chim rất đẹp, cùng nhau vui hót. Từ chỗ của loài A Tu Luân Sao Đa Thi Lợi, đi về phía tây 4 vạn dặm, ở đó có loài A Tu Luân tên là Ba Lợi. Thành quách của họ rộng dài mỗi bên 36 vạn dặm, đều dùng bảy báo trang trí đẹp đẽ, làm bảy lớp vách lan can, rèm châu, cây cối, bờ tường cao 10 vạn dặm, rộng 6 vạn dặm, cửa đều dùng bảy báo tạo thành. Mỗi bên cửa đều có 300 A Tu Luân ở. Cung điện của họ cũng dùng bảy báo tạo thành bảy lớp vách, lan can, rèm châu, cây cối. Có 7 dòng nước rất sâu, đầy. Cát dưới đáy đều làm vàng. Cũng có hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng. Cũng có cây xanh, hồng, trắng, xanh, ra lá, hoa, quả. Trên cây có các loài chim rất đẹp, cùng nhau vui hót. Từ cung của loài A Tu Luân Sao Đa Thi Lợi, đi về phương bắc 4 vạn dặm, ở đó có loài A Tu Luân La Hô.
thành quách của họ rộng dài mỗi bên 36 vạn dặm, cũng dùng bảy báo trang trí đẹp đẽ, làm vách lan can rèm châu cây cối bằng bảy báo bao bọc chung quanh. Bờ tường cao 10 vạn dặm, rộng 6 vạn dặm, bốn phương có bốn cửa, cửa cao 10 vạn dặm, rộng 6 vạn dặm, mỗi bên cửa đều có 300 A Tu Lưng ở. Cung điện của họ cũng dùng bảy báo tạo thành, bảy lớp vách, bảy lớp lan can rèm châu cây cối bao bọc chung quanh, có bảy dòng nước rất sâu đầy, trong đó có hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng, cát dưới đáy đều là vàng. Lại có bảy lớp lan can rèm châu cây cối bao bọc chung quanh, có cây xanh, hồng, vàng, trắng sanh ra lá, hoa, quả. Trên cây có các loài chim rất đẹp cùng nhau vui hót. Trong thành của loài A Tu Luân Sao Đa Thi Lợi có cây lớn tên là Trú Quá Độ, cao 12 vạn dặm, tỏa ra chung quanh cũng 20 vạn dặm, rễ ăn sâu 2 vạn dặm, dòng thân 4 vạn dặm, thường có hoa quả. Thân của loài A Tu Luân Sao Đa Thi Lợi cao 2 vạn 8 ngàn dặm, có vị cao 2 vạn 4 ngàn dặm, có vị cao 2 vạn dặm, có vị cao 1 vạn 6 ngàn dặm, có vị cao 1 vạn 2 ngàn dặm, có vị cao 8 ngàn dặm, có vị cao 7 tầng âm thanh, có vị cao 6 tầng âm thanh, có vị cao 5 tầng âm thanh, có vị cao 4 tầng âm thanh, có vị cao 3 tầng âm thanh, có vị cao 2 tầng âm thanh, có vị cao tối thiểu là 1 tầng âm thanh. Cung của loài A Tu Luân Sao Đa Thi Lợi có 4 thứ gió thường thổi. 4 thứ ấy là gì? Một là gió không thể hoại, hai là gió bền lâu, ba là gió duy trì, bốn là gió trên cao. Đó là 4 thứ gió chủ trì trên mặt nước như mây nổi. Nam mô A Di Đà Phật.